qua ngày em chỉ nói với anh một câu vậy thôi. Em có sai với ai đi nữa, em có làm cái gì nữa, nếu có phải trả giá em cũng xin chấp nhận. Bởi vì anh biết đấy, ra sôi làm ăn bươn trải, liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Muốn thành công thì phải chấp nhận trải qua đắng cay ngọt bùi. Làm ăn muốn kiếm được tiền phải chấp nhận mạo hiểm nguy hiểm một tí, nhưng trong tầm kiểm soát, anh hiểu chưa? Sau này chỉ có làm, chịu khó cần cù thì ngủ siêng năng. Chỉ có làm thì mới có ăn, những cái loại không làm mà loại ăn thì ăn cầu của anh nha. Ăn cần cù những cái loại không làm mà loại quả ăn thì ăn cầu của anh nha. Ăn cần thì nó có dễ, tôi lại không làm chỉ quan tâm thôi. Nói đi cho nó nhanh, nó sẽ hiểu đâu. Còn sau này sống vui như tôi đâu. Mình phải tụt đầu ngày làm trước, mình phải tụt đầu ngày làm trước, mình phải bị làm trước. Nhưng phải cho mình phải tiền, lúc mình khó khăn, lúc mình khó, lúc mình muốn làm, không phải mình tăng hồ. Không phải mình là sai, mà chính mình như người đó. Mình phải tự tôn trọng, bởi vì những người đó coi mình là thành viên bạn mẹ. Tình không bị bỡ lo, tình không bị khó khăn, không phải là mình tiền. Vậy những người có tiền không phải là thằng ngu đâu, mày là đứa điên đâu. Sau này chỉ muốn làm, chỉ khó cần cù mình phụ dưỡng năm. Chỉ muốn làm thì mình đem quán ăn, những cái lúc loại không nàng mà loại quán ăn thì ăn đâu của anh nha. Ăn cơm những cái loại không nàng mà loại quán ăn đâu của anh nha. Ăn cơm nói đi cho nó nghe, nói đi để hiểu. Sau này không nàng chỉ quán ăn đói, nói đi cho nó nghe, nói đi để hiểu. Sau này không nàng chỉ quán ăn đói, nói đi cho nó nghe, nói đi để hiểu. Sau này không nàng chỉ quán ăn đói, nói đi cho nó nghe, nói đi để hiểu. Sau này không nàng chỉ quán ăn đói. Xem là thứ ngày thì những video mới nhất từ Melody.